Điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine chiến thắng Nga? Trong những ngày gần đây, nhiều nhà quan sát phương Tây đã bắt đầu lo lắng rằng tình thế cuộc chiến ở Ukraine đang có lợi cho Nga. Chiến thuật dội pháo dữ dội đang giúp quân Nga tiến chiếm thêm ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine và Nga đang đưa thêm các lực lượng mới vào chiến trường. Quân đội Ukraine thì đang mệt mỏi và kiệt sức. Nga đang cố gắng tạo ra một tình thế đã rồi để thực hiện tham vọng đế quốc của mình thông qua việc nhanh chóng cấp hộ chiếu Nga cho công dân Ukraine ở các khu vực do Nga chiếm đóng và áp đặt các cơ cấu hành chính của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Nhiều phần, Điện Cẩm Linh có ý định chiếm đóng vô thời hạn miền Đông và miền Nam Ukraine và cuối cùng sẽ tiến tới Odessa, một thành phố cảng lớn ở miền Nam Ukraine và là trung tâm thương mại kết nối Ukraine với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh toàn cảnh, mọi thứ có vẻ kém tươi sáng hơn đối với mặt tư khoa. Cho đến nay, Ukraine đã đạt được những thành tựu quân sự đáng kể. Lực lượng Ukraine thắng trận Kiev, bảo vệ thành công thành phố Mykolaiv ở phía nam, giữ cho Odessa nằm ngoài tầm với của đội quân xâm lược, ít nhất là vào lúc này, và thắng thế trong trận chiến cả một thành phố nằm gần biên giới Nga. So sánh với danh sách này, thì những thành quả gần đây của Nga khá mờ nhạt và không giống như Điện Cẩm Linh, chính phủ ở Kiev có mục đích chiến lược rõ ràng, được thúc đẩy bởi tinh thần chiến đấu rất cao và sự hỗ trợ ngày càng rộng rãi từ nước ngoài. Động lực này sẽ giúp cho Ukraine giành chiến thắng, mặc dù phạm vi và quy mô chiến thắng của họ rất có thể sẽ bị giới hạn. Có xác suất cao, chiến thắng của Ukraine sẽ là chiến thắng nhỏ. Ukraine có thể đẩy Nga khỏi bờ Tây sông Dnieper thiết lập các vòng đai phòng thủ xung quanh các khu vực mà Nga kiểm soát ở phía đông và phía nam của Ukraine và giữ được tuyến đường ra biển đen. Với thời gian, các lực lượng Ukraine có thể tiến lên phía trước, phá vỡ hành lang trên bộ mà Nga đã thiết lập tới bán đảo Crimea, lãnh thổ ở đông nam Ukraine, đã bị Nga chiếm giữ và sát nhập vào năm 2014. Về cơ bản, Ukraine có thể khôi phục nguyên trạng trước khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào cuối tháng 2 đây sẽ không phải là một chiến thắng thay đổi thế giới mà một số chuyên gia phương tây mơ ước tuy nhiên một quốc gia nhỏ hơn và yếu hơn về mặt quân sự đẩy lùi một cường quốc sẽ gây ra những ảnh hưởng lan tỏa trong khu vực và phần còn lại của thế giới bằng cách chứng minh rằng khả năng kháng chiến thành công chống lại những kẻ xâm lược hùng mạnh là hoàn toàn có thể tất nhiên là cũng có một kịch bản chiến thắng lớn trong đó chiến tranh kết thúc hoàn toàn theo các điều kiện của Ukraine. Điều đó đồng nghĩa với việc giành lại toàn bộ chủ quyền của Ukraine, bao gồm Crimea và các phần của Donbass bị Nga chiếm đóng trong những năm trước cuộc xâm lược vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, kịch bản này dường như ít có khả năng diễn ra so với một chiến thắng giới hạn hơn. Bởi vì tấn công khó hơn phòng thủ, trong khi phần lãnh thổ được đề cập khá lớn và được phòng thủ kiên cố. Ít nhất Nga sẽ dồn hết sức lực giữ vững Crimea. Khu vực này là nơi đóng quân của hạm đội biển đen của Nga và là biểu tượng cho sự trở lại vị thế cường quốc của Nga sau khi Liên Xô tan rã. Tổng thống Nga Vladimir Putin khó có thể để mất Crimea mà không có một cuộc chiến dữ dội. Tuy nhiên, bất kể phạm vi chiến thắng của Ukraine là gì, tất cả các kịch bản như vậy đều kéo theo một ngày hôm sau âm u. Nga sẽ không chấp nhận thất bại của mình cũng như không chấp nhận một kết quả thương lượng nếu không bị ép buộc. Bất kỳ chiến thắng nào của Ukraine sẽ chỉ thúc đẩy sự ngoan cố hơn của Nga. Và ngay khi có thể tái thiết năng lực quân sự, Nga sẽ sử dụng câu chuyện về sự sỉ nhục để khuấy động sự ủng hộ trong nước đối với nỗ lực mới nhằm xâm chiếm Ukraine. Ngay cả khi thua trận, Putin sẽ không buông tha Ukraine. Ông ta sẽ không ngồi yên khi quốc gia này hội nhập hoàn toàn với phương Tây. Vì vậy, một chiến thắng của Ukraine sẽ đòi hỏi một cam kết mạnh mẽ hơn nữa của phương Tây đối với Ukraine thay vì giảm bớt sự ủng hộ. Để giành chiến thắng nhỏ và khôi phục hiện trạng trước cuộc xâm lược, Ukraine sẽ phải lặp lại những chiến thắng ở phía Bắc thành chiến thắng ở phía Nam và phía Đông. Tại Kiev và Kharkiv, các lực lượng Ukraine đã buộc quân Nga phải rút lui. Kết quả đó sẽ khó lặp lại ở những nơi như Kherson và Mariupol. Những thành phố nằm trong lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát và đang cố thủ. Nhưng Ukraine có lợi thế về nguồn nhân lực dự bị lớn, quân đội của họ được tổ chức tốt, được lãnh đạo tốt và quyết tâm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước của người dân Ukraine rất cao. Ukraine cũng có sự hỗ trợ của nhiều quân đội hàng đầu thế giới, đặc biệt là của Hoa Kỳ. Chính phủ ở Kiev có được những thông tin tình báo hàng nhất về kế hoạch và tư thế lực lượng của quân đội Nga. Quân đội Ukraine đã gây thiệt hại rất lớn cho quân đội Nga, bao gồm cả thương vong và tổn thất thiết bị quân sự nặng nề. Trong mùa hè này, nếu Ukraine có thể kết hợp hỏa lực và nhân lực, Ukraine có thể tiến hành một cuộc phản công ở Donbass và xuyên thủng hành lang trên bộ của Nga tới Crimea. Ngược lại, Nga đã sử dụng phần lớn nguồn tài lực quân sự sẵn có của mình, bao gồm khí tài và đạn dược. Sự kiệt sức của quân đội Nga có thể dễ dàng nhìn thấy nơi những người lính của họ. Nhiều đơn vị đã chịu tổn thất nặng nề, khiến khả năng chiến đấu gần như không còn. Tinh thần các binh sĩ Nga có thể cao hơn so với ước tính của nhiều quan sát viên phương Tây. Điều này rất khó để đánh giá. Nhưng do bản chất xâm lược của quân Nga, nhuệ khí của binh lính Nga thấp hơn tinh thần của binh lính Ukraine. Nga đang chiến đấu trong một cuộc chiến do chính họ gây ra. Tham nhũng và cấu trúc chỉ huy hàng dọc của quân đội Nga làm suy yếu quân đội của họ. Tuy nhiên, nga đã bắt đầu huy động lực lượng từng bước điều động những quân nhân dự bị và lực lượng đặc nhiệm trong khi vẫn tránh ra lệnh tổng động viên những hành động này sẽ có ảnh hưởng đến cuộc chiến ông putin vẫn chưa chính thức tuyên bố chiến tranh ra lệnh tổng động viên và phát huy toàn bộ sức mạnh quân sự của nga nhưng việc huy động huấn luyện và di chuyển cơ sở vật chất đều cần có thời gian mấu chốt của chiến lược ukraine là phải nhanh chóng đạt được thành công cụ thể trên chiến trường và gây nhiều thiệt hại cho quân đội Nga. Điều này đòi hỏi một cuộc tấn công lớn của Ukraine trong 2-3 tháng tới. Sự kết hợp giữa thất bại quân sự và các biện pháp trừng phạt cuối cùng có thể khiến mặt tư khoa thu hẹp các mục tiêu của mình và một lệnh ngừng bắn thực sự có thể trở nên khả thi. Nhưng có lẽ Putin sẽ không bao giờ chấp nhận một hiệp ước thương lượng. Nga đang coi những địa điểm mà họ chiếm đóng không phải là những con bài để thương lượng cho một hiệp ước chấm dứt chiến tranh, mà đó là lãnh thổ của Nga. Và theo các chuyên gia tình báo, thì những người theo đường lối cứng rắn ở Điện Cẩm Linh muốn chiến tranh nhiều hơn, chứ không phải là ít hơn. Vì vậy, Ukraine và phương Tây nên cho rằng Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ thất bại nào. Chẳng hạn, một chiến thắng nhỏ của Ukraine vào mùa thu năm nay có thể được nối tiếp bởi một cuộc xâm lược khác của Nga vào năm 2023 nga sẽ cần tập hợp lại lực lượng của mình điều này sẽ bị nhiều khó khăn bởi các lệnh trừng phạt tuy nhiên đối với putin điều quan trọng hơn cả việc chinh phục đế quốc là việc duy trì quyền lực của chính mình vì những kẻ chuyên quyền bị thua trong các cuộc chiến tranh thường bị rơi vào tình trạng khốn khó putin có thể phải tạm thời chấp nhận bị đẩy lùi về điểm xuất phát trước cuộc xâm lược nhưng ông ta không thể chấp nhận việc vĩnh viễn mất ukraine ông ta có thể tiếp tục các cuộc tấn công quy mô nhỏ, tấn công tên lửa và oanh tạc trên không, cho đến khi có được một quân đội mới bằng cách tổng động viên hoặc động viên một phần. Ngoài ra, Putin có thể sử dụng lệnh ngừng bắn một cách gian trá để câu giờ với các cuộc đàm phán thiếu thiện chí, giống như ông ta đã làm trước cuộc xâm lược hồi tháng 2. Trong khi đó, để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong tương lai, Ukraine có thể sẽ phải yêu cầu được trang bị nhiều vũ khí hơn bao giờ hết, sẽ rất khó cho các cường quốc phương Tây đồng ý với điều này, vì Nga sẽ tìm cách để phương Tây giảm nhẹ các lệnh trừng phạt và áp dụng chiến thuật chia để trị để đối phó với Hoa Kỳ và các đồng minh. Các cường quốc phương Tây có thể đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine để đổi lấy sự trung lập của nước này, nhưng Nga có thể thử những lời hứa đó bằng một cuộc tấn công mới. Với nước Nga của Putin, cách đối xử phải luôn là hoài nghi và kiểm chứng. Một rủi ro khác là ngay cả một chiến thắng nhỏ của Ukraine cũng có thể dẫn đến mối đe dọa hạt nhân từ Putin. Khác với tư tưởng thời chiến tranh lạnh, chế tạo vũ khí hạt nhân là để bảo vệ an ninh quốc gia. Putin sử dụng vũ khí hạt nhân cho lý do chính trị. Những tuyên bố đe dọa của ông ta đã không còn tác động, nhưng Putin có thể gia tăng đe dọa bằng hành động. Để khiến cho đối thủ sợ hãi, ông ta có thể ra lệnh thực hiện các chuẩn bị kỹ thuật để sử dụng vũ khí hạt nhân phương tây nên có phản ứng với những mối đe dọa như vậy bằng sự răng đe báo hiệu rõ ràng cho putin rằng ông ta sẽ không đạt được gì thông qua việc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu điều đó không hiệu quả và putin thực hiện lời đe dọa của mình thì nato cần xem xét thực hiện một phản ứng đáp trả hạn chế chống lại các lực lượng của nga ở ukraine hoặc trong chính nước nga trong khi đó, phương Tây cần xây dựng một liên minh đông đảo để lên án và ngăn chặn hành vi ngang ngược với vũ khí hạt nhân bằng cách đưa ra các biện pháp trừng phạt và đe dọa trả đũa đối với hành động vũ trang hạt nhân của Putin. Trung Quốc có thể không tham gia trừng phạt Nga, nhưng lo sợ về sự bất ổn hạt nhân, họ có thể chấp nhận ý tưởng này. Cuối cùng, ngay cả khi Ukraine đạt được chiến thắng nhỏ, Kiev và các đối tác sẽ phải chuẩn bị cho nhiều năm xung đột tiếp diễn. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần nói rằng Ukraine thời hậu chiến sẽ giống do Thái, sẽ phải củng cố khả năng tự vệ. Trong khi đó, Putin sẽ tiếp tục tìm cách khai thác các lỗ hổng của phương Tây, như can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2016. Ông ta có thể sẽ kết hợp các cuộc tấn công mạng, chiến dịch tung tin sai lệch, các hoạt động gây thiệt hại cho các đảng phái chính trị và các nhà lãnh đạo mà Nga không ưa, phá hoại sự ổn định nội bộ của các nước chống Nga và làm suy giảm tính toàn vẹn của Liên minh Xuyên Đại Tây Dương và các liên minh tương tự ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phương Tây sẽ buộc phải kiềm chế Nga trong tương lai gần. Xét cho cùng, phương Tây không thể làm gì để gây ảnh hưởng đến Nga từ bên trong, ngoài việc hy vọng vào sự xuất hiện của một bộ máy lãnh đạo ít hiếu chiến hơn. Với những khó khăn của chiến thắng nhỏ, một chiến thắng lớn của Ukraine tức là lấy lại được Crimea và toàn vùng Donbass, có vẻ như là một con đường tắt dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn. Mặc dù không hoàn toàn là bất khả thi, nhưng cần phải có nhiều điều kiện cùng một lúc để dẫn đến việc Nga bị thất bại nặng nề, bao gồm Ukraine chiến thắng chớp nhoáng, trận chiến này nối tiếp trận chiến khác, các tuyến đường tiếp tế của Nga bị tan rã và nhuệ khí của người dân Ukraine thúc đẩy binh lính của họ không ngừng tiến về phía trước đồng thời quân đội nga sẽ phải bị tan rã khi rút lui do các binh sĩ hoảng loạn vì mất niềm tin nơi cấp chỉ huy nhưng kịch bản ukraine đánh bại nga hoàn toàn bao gồm việc chiếm lại crimea rất khó xảy ra sẽ là quá lạc quan nếu dựa trên chiến lược của ukraine hoặc phương tây để chờ đợi một kết quả như vậy theo đuổi kết quả này cũng sẽ được cuộc chiến sang một giai đoạn mới sau khi đổ hàng tỷ mỹ kim vào sự phát triển của crimea một biểu tượng của sự đổi mới của nga, mặt từ Khoa sẽ coi cuộc tấn công của ukraine ở Crimea là một cuộc tấn công vào lãnh thổ nga, điều mà mặt từ khóa sẽ cố gắng ngăn chặn bằng mọi cách. giả thuyết nếu nga bị thất bại toàn diện sẽ giải trừ căn bình, chủ nghĩa đế quốc, nơi giới lãnh đạo và chính trị gia của nga dựa trên một sự tương đồng với việc đức quốc xã đầu hàng vô điều kiện trong thế chiến thứ hai và xuất phát từ mong muốn không chỉ chấm dứt cuộc chiến tranh này mà còn xóa bỏ khả năng Nga khởi động một cuộc chiến tranh khác ở châu Âu trong tương lai. Đó là một tầm nhìn không thực tế. Dù Ukraine đạt được chiến thắng nhỏ là mục tiêu thực tế hơn và có thể đạt được. Nhắm tới kết quả đó sẽ khôn ngoan hơn là mơ về một sự đầu hàng vô điều kiện của Nga. Nhưng tuyệt đối không thể để cho Kherson và Mariupol chịu sự kiểm soát vĩnh viễn của Nga bởi vì điều này đồng nghĩa với việc thưởng cho Putin vì sự hiếu chiến của ông ta. Các đối tác của chính phủ ở Kiev đã từ chối thỏa hiệp về chủ quyền và độc lập của Ukraine, nhưng họ cũng phải suy nghĩ thấu đáo đến những ngày sau chiến thắng của Ukraine. Thay vì kỳ vọng về việc Nga cúi đầu trước một chiến thắng của Ukraine hay đơn giản là rời khỏi sân khấu quốc tế, mục tiêu chiến lược của Ukraine và phương Tây phải là an ninh bền vững cho Ukraine an ninh bền vững cho ukraine sẽ đòi hỏi nỗ lực cẩn thận và sự gia tăng cân nhắc trong đầu tư chính trị tài chính và quân sự